Xin chào các bạn. Hôm nay công ty chúng tôi xin ra mắt một sản phẩm mới. Sản phẩm ứng dụng công nghệ khoa học nông nghiệp. Đó là thủ phủ rác hữu cơ thành phân bón. Và tôi xin giới thiệu qua một chút là về sản phẩm. Thùng bằng nhựa tái chế, có hình tròn, màu xanh nước biển. Dung tích là từ 30 đến 160 lít. Do tùy từng nhu cầu của gia đình. Như thùng này của chúng tôi là 30 lít. Thân thùng có nhiều lỗ nhỏ cách nhau từ 5 đến 10cm để thoáng khí. Và bên trên nắp thùng có nắp mở ra để tiện cho rác vào. Gần mép đáy thùng mặt trước có một vòi vặn nước để thoát nước rỉ ra từ rác. Và mặt sau mép thùng có khoan một cửa vuông rộng khoảng 15cm để lấy rác ra khi rác đã thành phân hữu cơ. Và cách tiến hành ủ rác, chúng ta nên phân loại rác và làm những loại rác dễ phân hủy như rau, lá non, vỏ củ quả. Và không nên cho các loại rác vô cơ vào thùng, ví dụ như sành, sứ, thủy tinh, cát. Đặc biệt lưu ý, không cho lá tràm, vỏ cam quýt, lá bạch đàn, lá xả. Vì các loại này có nhiều chứa nhiều tinh dầu, làm hại đến sự phát triển của vi sinh vật ở trong thùng ủ. Trong quá trình ủ rác, luôn lưu ý kiểm tra độ ẩm của rác. Luôn giữ độ ẩm đạt 60% khi rác, khi có mùi hôi. Phải giải thêm một lớp cỏ khô hoặc tưới thêm vi sinh lên bề mặt. Sau đó giải thêm một lớp rác lên trên bề mặt. Từ 30 đến 60 ngày, lớp phân dưới đáy thùng phân hủy. Từ 30 đến 60 ngày là do tùy từng loại rác chúng ta ủ. Và sau khi rác đã phân hủy thành phân, chúng ta lấy phân ra từ cửa vuông sát mép đáy. Một số vấn đề cần lưu ý. Khi lấy phân từ thùng ra, nên phơi gió từ 1 đến 2 ngày để giảm nhiệt rồi mới đưa vào bón cây. Chúng ta nên đặt thùng tránh xa nguồn nước sinh hoạt, xơi bệ xi măng, đặt chậu nhựa thu nước rỉ ra từ rác ở phía bên dưới. Đây là hình ảnh toàn bộ thùng của chúng tôi. Quý vị hãy xem kỹ. Sau khi thu được nước rỉ ra từ phía bên dưới, nước đó lại được dùng để tưới lên đống rác ủ ở trong thùng, giúp rác phân hủy nhanh hơn. Lợi ích khi dùng thùng ủ phân của chúng tôi là hạn chế ô nhiễm không khí do đốt rác và diện tích san lấp rác, giảm sự lạm dụng phân hóa học trong sản xuất, giảm chi phí mua phân bón do giá thành phân bón ngày càng cao. Quý khách muốn mua thùng, vui lòng liên hệ số điện thoại 0913 937 178. Quý vị muốn xem thêm về hình ảnh và tham khảo một số hình ảnh về cây cảnh, phong thủy, xin vui lòng truy cập trang web www.vườnđôthị.vn. Xin chào và cảm ơn quý vị.